Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Đây là bản tin quốc tế phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hôm 4 tháng 4 đã kỷ niệm 75 năm thành lập tại trụ sở của Liên minh ở thủ đô Bruxelles của Bỉ với lời tuyên bố của Tổng thư ký Jens Stoltenberg rằng tổ chức này hiện đang lớn hơn, mạnh hơn và đoàn kết hơn bao giờ hết. Và trong tiểu mục tiêu điểm quân sự cuối tuần, chúng ta sẽ cùng nhìn lại quá trình phát triển 75 năm qua của Liên minh quân sự này. Nhưng trước hết, mời quý khán giả và các đồng chí đến với những tin nhanh đáng chú ý. Hôm nay mùng 7 tháng 4, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đang ở thăm Trung Quốc đã có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Bắc Kinh. Bà Yellen khẳng định, dù còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ, quan hệ hai nước đang trở nên ổn định hơn và có thể tiến triển trong thời gian tới. Trước đó, bà Yellen đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, nhất trí tăng cường trao đổi về tăng trưởng cân bằng hơn giữa hai nền kinh tế. Tính đến tối qua mùng 6 tháng 4, số người thiệt mạng trong trận động đất hôm mùng 3 tháng 4 ở Đài Loan Trung Quốc đã tăng lên 13 người. Trong khi đó, quá trình tìm kiếm cứu nạn vẫn được tiếp tục, dù mốc 72 giờ quan trọng sau thảm họa đã trôi qua. Cơ quan khí tượng địa phương cho biết đã ghi nhận khoảng 600 dư chấn sau động đất. Đội cứu hộ của Thổ Nhĩ Kỳ gồm 7 người chuẩn bị được triển khai để hỗ trợ công tác cứu hộ. Đây là đội cứu hộ nước ngoài đầu tiên được cử tới Đài Loan. Hàng chục nghìn người dân Israel đã đổ ra đường trong tối qua để biểu tình, kêu gọi chính phủ nhanh chóng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza, tạo điều kiện giải thoát cho hơn 130 con tin hiện đang bị giam giữ tại đây. Làn sóng biểu tình tại Israel bắt đầu bùng lên vào cuối tuần trước, trong bối cảnh đã hơn 3 tháng trôi qua mà chưa có thêm con tin nào được giải cứu và cuộc đàm phán giữa chính phủ Israel và lực lượng Hamas tại dải Gaza vẫn dậm chân tại chỗ. Hôm nay, Slovakia đã công bố kết quả sơ bộ vòng 2 của cuộc bầu cử tổng thống. Theo đó, Chủ tịch Quốc hội, cựu Thủ tướng Peter Pellegrini đã giành chiến thắng với hơn 53% phiếu ủng hộ. Đối thủ chính của ông là cựu Ngoại trưởng Ivan Kirkov đã thừa nhận thất bại sau khi chỉ giành được hơn 46% phiếu ủng hộ. Tổng thống Slovakia được cử tri bầu theo hình thức trực tiếp, có quyền hành pháp hạn chế nhưng có thể phủ quyết các đạo luật cũng như đề cử các thẩm phán của tòa án hiến pháp. Thưa quý khán giả và các đồng chí, ngày 4 tháng 4 tại trụ sở ở thủ đô Bruxelles, Bỉ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã kỷ niệm 75 năm thành lập. Trong phát biểu, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố, liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương này hiện đang lớn mạnh hơn, đoàn kết hơn bao giờ hết, đồng thời là tổ chức mạnh nhất, bền vững nhất và thành công nhất trong lịch sử. Vậy thì sức mạnh quân sự của NATO mạnh đến mức nào sau khi đã thu hút được 32 quốc gia thành viên và tồn tại trong suốt 75 năm qua? Vấn đề này sẽ được biên tập viên Mai Anh phân tích ngay sau đây. Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hôm 4 tháng 4 đã kỷ niệm 75 năm thành lập tại trụ sở của Liên minh ở thủ đô Brussels của Bỉ. Hiện tại NATO có 32 thành viên sau khi kết nạp Phần Lan và Thụy Điển. Tại Brussels, Bỉ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Ngoại trưởng các nước thành viên NATO đã tham dự buổi lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Liên minh và lần lượt cắt chiếc bánh sinh nhật 75 tuổi. Trong bài phát biểu, Tổng thư ký Jens Stoltenberg nhắc lại rằng NATO được thành lập sau việc ký kết Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương tại Washington ngày 4 tháng 4 năm 1949 bởi Ngoại trưởng của 12 quốc gia. Trong đó có 10 quốc gia châu Âu là Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Anh, Italia, Iceland, Luxembourg, Na Uy, Hà Lan và Bồ Đào Nha cùng với Hoa Kỳ và Canada nhằm thành lập tổ chức chính trị quân sự chịu trách nhiệm bảo vệ tập thể lãnh thổ của các nước thành viên. Hôm nay chúng ta kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh mạnh nhất, lâu dài nhất và thành công nhất trong lịch sử, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Việc hai quốc gia Bắc Âu, Phần Lan và Thụy Điển chính thức gia nhập và trở thành thành viên thứ 31 và 32 giúp NATO tăng gấp đôi chiều dài biên giới với Nga và hình thành một vòng vây răn đe chiến lược. Qua 3/4 thế kỷ, học thuyết của NATO qua các thời kỳ luôn hàm chứa Nga như một thách thức tiềm tàng, kể cả trong những năm 2010, khi Nga trở thành một đối tác của khối này sau sự ra đời của Hội đồng NATO-Nga và quan hệ giữa hai bên được cho là êm ả nhất. Hiềm khích thường trực giữa Nga và NATO chủ yếu bắt nguồn từ việc liên minh quân sự này, bất chấp các cam kết với Moscow, liên tục mở rộng về phía đông, kết nạp cả các nước sát biên giới với Nga. Ở cột mốc kỷ niệm 75 năm thành lập, có thể thấy NATO vẫn là khối quân sự lớn nhất thế giới, với vai trò và ảnh hưởng đáng kể tới cục diện an ninh toàn cầu.
Hiện tại, tổng số quân tại ngũ của 32 quốc gia thành viên trong khối là khoảng 3,5 triệu, lực lượng dự bị hơn 6,2 triệu. Ngay từ thời chiến tranh lạnh, NATO đã đặc biệt chú trọng xây dựng sức mạnh quân sự. Chỉ riêng lực lượng quân sự thống nhất đóng tại Trung Âu đã có 800.000 quân. Trong trường hợp khẩn cấp, NATO có thể huy động 110 sư đoàn, 500 tàu chiến và 250 phi đội không quân chỉ trong vòng 48 giờ. Sau chiến tranh lạnh, NATO đã tiến hành cắt giảm lực lượng trên quy mô lớn, nhưng vẫn giữ lại 70 sư đoàn lục quân thường trực, 350 tàu chiến và 120 phi đội bay. NATO không chỉ duy trì một lực lượng quân sự hùng mạnh, mà còn sở hữu một hệ thống chỉ huy quân sự thống nhất và hoàn chỉnh. Trong thời bình, ngoại trừ một số đơn vị thường trực, phần lớn lực lượng quân sự của NATO do các quốc gia thành viên tự kiểm soát. Trong đó, Hoa Kỳ sở hữu lực lượng hải quân lớn nhất thế giới hiện nay với 350.000 quân, bao gồm 11 nhóm tác chiến tàu sân bay, 72 tàu ngầm, 297 tàu chiến trên 1.000 tấn và 10 phi đội máy bay chiến đấu trên tàu sân bay. Anh là cường quốc hải quân thứ hai của NATO với 52 tàu chiến các loại, tổng tải trọng 720.000 tấn, đứng thứ 5 thế giới. Hải quân Italia có 46 tàu chiến với tổng tải trọng 269.000 tấn, thống trị khu vực ven biển Địa Trung Hải. Hiện nay, NATO đã triển khai 5 hạm đội hải quân thống nhất tại khu vực chiến lược Địa Trung Hải và Đại Tây Dương, bao phủ toàn bộ châu Âu và Bắc Mỹ. Về lực lượng không quân, tổng số máy bay chiến đấu các loại của các nước NATO vượt quá 20.000 chiếc, chiếm 40% lực lượng không quân toàn cầu, hầu hết là máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, trong đó chủ yếu là F-16, F-22, Rafale, Mirage và B-2. Nhìn vào các quốc gia thành viên NATO, không nghi ngờ gì Hoa Kỳ sở hữu lực lượng không quân hùng mạnh và hiện đại nhất. Nước này sở hữu hơn 13.000 máy bay chiến đấu, áp đảo hoàn toàn bất kỳ quốc gia nào khác. Lực lượng không quân Đức duy trì quân số khoảng 70.000 người và sở hữu 730 máy bay chiến đấu các loại. Trong khi đó, Anh có 55.000 lính không quân và 430 máy bay chiến đấu. Ngoài ra, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Ba Lan và một số quốc gia khác cũng duy trì lực lượng không quân với quy mô tương đối lớn. Ngoài sức mạnh quân sự thông thường, NATO còn sở hữu lực lượng vũ khí hạt nhân vượt trội so với toàn thế giới. Khối này sở hữu lực lượng hạt nhân chiến thuật lớn nhất hiện nay với khả năng tấn công hạt nhân 3 chiều trên không, trên biển và trên bộ. Lực lượng hạt nhân này chủ yếu dựa trên sức mạnh của Hoa Kỳ. Cường quốc hạt nhân này có hơn 7.000 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động vào đầu thế kỷ 21. Trong môi trường an ninh quốc tế mới, chiến lược hạt nhân của NATO và Hoa Kỳ đã có những thay đổi và điều chỉnh. Số lượng đầu đạn hạt nhân dự trữ cũng được cắt giảm. Tuy nhiên, Hoa Kỳ hiện vẫn duy trì kho vũ khí hạt nhân với hơn 5.000 đầu đạn. Nhìn vào sức mạnh quân sự của NATO, dù ở bất kỳ góc độ nào, không một quốc gia nào trên thế giới có thể cạnh tranh với khối này. Tuy nhiên, NATO đang cần gắn kết hơn bao giờ hết trong bối cảnh khối này đứng trước mối lo ngại ngày càng tăng liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine và lời cảnh báo từ ông Donald Trump. Thông tin này cũng sẽ khép lại tiểu mục tiêu điểm quân sự cuối tuần của chúng tôi ngày hôm nay. Mời quý khán giả và các đồng chí quay trở lại với các tin tức khác. Trong bối cảnh giới chức Ukraine hối thúc việc chuyển giao tiêm kích F-16 và coi đây như vũ khí thay đổi cuộc chơi, thì người đứng đầu NATO lại vừa đưa ra một dự đoán bất ngờ về tác động của tiêm kích này với tình hình của Ukraine. Tổng thư ký NATO ngày 5 tháng 4 cho biết, trong khi các tiêm kích F-16 sẽ tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine, thì chúng sẽ không tạo nên khác biệt đáng kể trong cuộc xung đột hiện nay. Một hệ thống đơn lẻ không thể thay đổi tình hình chiến trường, đây không phải là viên đạn bạc có thể thay đổi diễn biến xung đột. Tổng thư ký Stoltenberg đưa ra dự đoán trên khi thảo luận về việc các nước NATO cung cấp cho Ukraine tiêm kích F-16 và huấn luyện cho các phi công nước này. Theo đó, ông cho rằng các chiến đấu cơ này đóng vai trò quan trọng với các lực lượng của Kiev, nhưng không phải là một giải pháp quyết định cho khả năng phòng thủ của nước này. Bình luận của Tổng thư ký NATO được đưa ra sau khi một sĩ quan cấp cao trong quân đội Ukraine nói với Politico rằng việc chuyển giao F-16 chậm trễ khiến các chiến đấu cơ này không còn phù hợp với các lực lượng của Ukraine. Giới quan sát cũng cho rằng Nga đã có sự chuẩn bị để đối phó với sự xuất hiện của F-16 khi lắp đặt hệ thống radar và phòng không tiên tiến của mình tại Crimea. Trong khi đó, giới chức Kiev nhận định quân đội nước này vẫn sẽ nhận được nhiều lợi ích từ máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư của phương Tây khi có thể hỗ trợ phòng không và đẩy các tiêm kích của đối thủ càng xa tiền tuyến càng tốt. Tình thế ngặt nghèo của Ukraine cũng được Tổng thống Volodymyr Zelensky nhiều lần khẳng định trong những lời hối thúc viện trợ đối với các đồng minh phương Tây. Nếu họ tiếp tục tấn công hàng ngày như cách họ làm trong tháng trước, chúng tôi có thể hết tên lửa và các đối tác biết điều đó.
Theo Reuters, đây là lời cảnh báo rõ ràng nhất của ông Zelensky cho đến nay về tình hình đang xấu đi khi lực lượng phòng không Ukraine phải đối mặt với nhiều tuần liên tiếp bị Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng bằng tên lửa và máy bay không người lái. Ông cũng đặc biệt chỉ ra sự cần thiết có thêm 25 hệ thống phòng không Patriot của Hoa Kỳ, một hệ thống tinh vi đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại các tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh của Nga. Bộ Ngoại giao Mexico tuyên bố sẽ khởi kiện chính phủ Ecuador lên Tòa án Công lý Quốc tế sau khi lực lượng chức năng quốc gia Nam Mỹ này tấn công Đại sứ quán Mexico tại thủ đô Quito và bắt giữ cựu phó Tổng thống Ecuador Jorge Glass. Đây được xem là một trong những sự cố ngoại giao tồi tệ nhất tại Mỹ Latin trong hàng chục năm gần đây. Sự cố ngoại giao nghiêm trọng bắt đầu vào rạng sáng ngày 6 tháng 4 theo giờ địa phương khi lực lượng an ninh Ecuador tấn công Đại sứ quán Mexico ở thủ đô Quito, khống chế toàn bộ nhân sự thuộc phái đoàn ngoại giao Mexico và bắt giữ cựu phó tổng thống Ecuador Jorge Glass, người đã tị nạn trong đại sứ quán này từ tháng 12 năm 2023. Động thái diễn ra chỉ vài giờ sau khi tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador chính thức cấp quy chế tị nạn chính trị cho ông Glass. Đáp lại, chính phủ Ecuador đã trục xuất đại sứ Raquel Cerro và tham tán công sứ Roberto Canseco, tạm thời đứng đầu phái đoàn ngoại giao Mexico tại Ecuador. Theo các đoạn clip ghi lại tại thời điểm xảy ra sự cố, nhiều nhân viên ngoại giao Mexico, bao gồm cả tham tán công sứ Canseco, đã bị các lực lượng chức năng Ecuador tấn công thô bạo và để lại nhiều thương tích. Ngay sau đó, chính phủ Mexico tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ecuador và rút toàn bộ nhân sự thuộc phái đoàn ngoại giao của nước này tại thủ đô Quito về nước. Bộ Ngoại giao Mexico đồng thời yêu cầu chính phủ Ecuador thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo sự an toàn cho nhân viên ngoại giao trong quá trình di chuyển. Ngoại trưởng Mexico Alicia Bárcena cũng tuyên bố sẽ khởi kiện chính phủ Ecuador lên Tòa án Công lý Quốc tế khi nhấn mạnh đây là hành động không chỉ vi phạm thô bạo Công ước Viên về quan hệ ngoại giao năm 1961 mà còn thể hiện sự coi thường các chuẩn mực và nhận thức phổ quát về quan hệ quốc tế. Trong động thái liên quan, Tổ chức các quốc gia chống Mỹ OAS đã đề nghị Hội đồng Thường trực của tổ chức này họp khẩn sau sự cố ngoại giao tồi tệ nhất trong 76 năm lịch sử của tổ chức này. Theo đó, Tổng thư ký OAS Luis Amago nêu rõ các thành viên Hội đồng Thường trực cần nhóm họp trong thời gian sớm nhất để có thể tìm ra phương hướng giải quyết căng thẳng ngoại giao giữa Mexico và Ecuador, hai quốc gia thành viên OAS. Đề nghị của Tổng thư ký OAS được đưa ra trong bối cảnh hàng chục quốc gia thành viên cùng ngày đã lên án mạnh mẽ vụ việc, trong đó chính phủ Nicaragua cũng tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ecuador. Trong khi đó, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa giải thích rằng các quyền miễn trừ và đặc quyền được trao cho cơ quan ngoại giao đang che chở cho Jorge Glass đã bị lạm dụng, nhấn mạnh việc tị nạn chính trị của ông Glass là trái với khuôn khổ pháp lý. Ông Jorge Glass từng giữ vị trí phó tổng thống nhiệm kỳ 2013-2018. Ông bị kết án tổng cộng 14 năm tù giam vì cáo buộc nhận hối lộ và liên quan đến vụ án tại tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil, vụ hối lộ lớn mà nhiều quan chức tại nhiều quốc gia Mỹ Latin dính líu. Ông Glass mới hoàn thành 5 năm tù, được trả tự do vào năm 2022 và sau đó nhận lệnh bắt giữ lại hồi tháng 12 năm ngoái với cáo buộc biển thủ khoản tiền dành để khắc phục hậu quả trận động đất năm 2015. Ông đã né tránh lệnh bắt bằng cách vào Đại sứ quán Mexico ở Quito để xin tị nạn từ tháng 12 năm ngoái. Thưa quý khán giả và các đồng chí, tỉnh Giang Tô của Trung Quốc vốn nổi tiếng với việc đón Tết Thanh Minh bằng những lễ hội đua thuyền mang tính biểu tượng. Đây là một phong tục được duy trì trong suốt 800 năm qua. Hôm qua, một lễ hội đua thuyền lớn đã được tổ chức với sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả. Hình ảnh về lễ hội này cũng sẽ khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả và các đồng chí. Tại thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô, hơn 500 thuyền đua với màu sắc rực rỡ và đa dạng hình dáng đã tham gia sự kiện cho sự cổ vũ náo nhiệt của người xem trên khán đài. Theo ban tổ chức, điều tạo ra khác biệt trong lễ hội đua thuyền năm nay so với những năm trước là sự tham gia của nhiều đội đua.